Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Thì tập trước thì mình đã kích hoạt được cái hệ thống Mechanitor, thì cái đó sẽ giúp cho một thằng đệ của mình nó có khả năng điều khiển người máy nè mà. Thì quả đó tôi đã gắn cho Quang đi rồi. Ok, thì tập này thì có lẽ là đang là mùa xuân, thời tiết cũng khá là ôn hòa, có lẽ tôi sẽ công ra ngoài nè mà. Cứu với bọn phe tím là thứ nhất nè, đánh mấy cái khu phức hợp này luôn. Rồi, nhưng mà cướp gỗ con này xong thì đó là mục tiêu của tập này. Ok, đầu tiên tôi sẽ nghiên cứu cái hệ thống lưu trữ gen trước, tại vì đánh vô mấy khu phức hợp thì có khả năng mình sẽ loot được mấy cái gen anh em ạ. Gì đây? Rồi. Rồi thì mình sẽ tạo thêm một cái khu gọi là khu khu vực gần nhà. Rồi ghi dấu này không được, gen gen nhà. Đó, gen nhà. Mình tạo khu vực này là chủ yếu là để cho mấy người mà không có khả năng di chuyển tốt ấy, họ chỉ di chuyển gần nhà thôi. Ok, gần nhà nè. Đó. Rồi. Quá này thì xây cái máy đào ở đây thì có lẽ tôi cũng xây vài cái cửa ra đi. Xây vài cái cửa ở đây. 32, 75 là 100 viên à. 32, 75 là 100 viên đúng không? Đá vôi vậy là xây được đây 6 viên nè. Xây trước đây 6 viên đi. Rồi. 75 đá phiến. 1, 2, 3, 4. Gì đây? Gì đây? À rồi, ok. Rồi cứ vậy trước đi. Xây cửa đây. Đó. Xây đi cứ đào đâu nhích tới đó thôi. Xây thêm cái cửa bằng thép nữa. Giờ thép nó lại dễ kiếm hơn đá. Xây cửa gì thì xây bằng thép luôn. Xây tường thành chứ cũng xây bằng thép luôn, nguy cơ suy sụp lớn. Genji. Thiếu giải trí kẹt trong lòng đất. Chắc là nằm bệnh viện lâu quá gì. Rồi. Mình có một cái khu vực gọi là khu vực gần nhà. Mình xóa khu vực luôn đi. Nó cháy rồi. Bỏ chồng khu vực luôn đi. Cảm hứng thần quá. Minh Phương. Đồ quả này nếu mà có một con Megalod nào đó gần đây thì ngon, nhưng mà tiếc là không có con nào cả. Cảm hứng thần quá ngon ấy. Ok. Để xây máy này để mình bao bọc cái này lại anh em, cái này dễ bị hư quá. Nó đào thì để cái này đi cho nó ít nhất là nó có chỗ cover. Nó một cái chỗ cover. Chứ bắt đầu không đặt ở đâu bởi đó thì lại lỗ lỗ giống quá. Đào không được nhiêu mà cứ mất không à. 800 đúng không? 800 mà đợi tầm 4.000 mình xây được cái tường thành thứ hai đó. Không biết có cần ánh sáng không nè. Thì chắc khỏi xem mấy nhà đi. Rồi. Khỏi xem mấy nhà khu này. Bên đây thì ok đúng không? Này vận chuyển đi. Này tôi phải dời cái đá sa hạch lên đây để nó ưu tiên công việc nè. Đó. Ưu tiên công việc, mình sẽ chế ra 10 cái pháo cháy đi. 10 cái pháo cháy đi. Để có gì chống bọn zombie, bọn zombie đông quá. Đông thì mới chơi quả quả công. Quả công thì nó mới kinh khủng được. Cháy cái này lan qua kia nó mới gọi là có sức sát thương mạnh được. Rồi tên còn ai thiếu giáo không? Bô à, làm giáp đi. 1 2 3 4 rồi. Làm thêm một cái bình chữa cháy đi. Đai khiên nữa. Này là băng ten này giúp tăng thêm băng thông đúng không? Này nhóm điều khiển à. Bọn nào phong độc chế này à. Ngon. Làm bộ lá chắn giáp. Cần một cái vỏ siêu này. Hình như cái này là cái đặt xuống để chống đạn đúng không? Cái này cũng ok. Đó, lụm lấy được cái mấy cái loại lá trắng này cũng ngon. Làm mũ bảo hiểm cho cha em. Mũ bảo hiểm cho cha em rồi. Rồi vậy cái đai khiên đâu? Vô vậy. Ủa, má cái gì kinh dị vậy tôi quay. Nhả đi em ơi. Nó phát cái gì kinh dị vậy tôi quay. Muốn chôn tao à. Rồi ok. Trong nhà đi tính.
Nó công luôn hay gì vậy? 20 thằng. Mà hết 14 thằng máy móc rồi. Thằng gì rồi? Xíu thật đánh luôn à? Chuẩn bị phòng thủ hoặc tấn công ở trước à? Họ sẽ chuẩn bị một lúc đúng không? Đủ hai con này nó có siêu luôn nè. Tranh thủ đi. Anh em đâu? Mấy người mà không có khả năng đánh nhau á, ra đây. Ngay điều khiển pháo đi. Nó đủ không có khả năng đánh nhau, không điều khiển pháo luôn à. Hấp dẫn vậy. Vũ sao? Lẹ 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 lẹ. Nã vô nghĩ được nhiêu hay nhiêu thôi. Hai nô lệ mình cầm MP đúng không rồi? Căng á. Trận này căng lắm á. Anh em mà chưa có súng không? Còn coi anh em nào cầm sạch gân nè, cầm sạch gân thì đổi qua Trung Liên đi. AK. Nasi cũng là sạch gân đổi qua Trung Liên đi. Rồi. Cảnh. Đại Liên, Kiệt Ngô, Đại Liên, AK. AK này kiếm. Ok. Rồi. Vào vị trí đi. Cho khai quả luôn á. Chưa. Để lắp đạn vô hết chứ đã. Gì đâu á? Ghi sợ bạo lực, Ghi không bắn được. Luna cũng vậy luôn chút. Mày đi qua đây, ở mai kia đi. Lấy mày đi chỉ huy chiến đấu. Ủa, nạp xong pháo xong đi vừa go. Nếu phải bắn được hai loạt đạn chứ. Khai quả. Đùng đùng. Đó. Ghĩa được nó 100 máu á, tiếp một con chết. Đó lộn. Cơ hội thôi, ghĩa xíu nó trước. Ăn pháo đi tụi bay. Thêm một đợt nữa nè. Ồ, đợt thứ hai hụt. Ồ, hụt hết luôn. Quá đã. Ồ, viên này dính. Dính được con. Má phe biển mà gu. Từ nghe coi có má đóng cửa đàng hoàng hết chưa vậy? Chưa phải chạy ra đóng rồi. Ê, 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 ê. Ê, sao cái cửa đây? Ôi, má cháy gừng, cháy mẹ cái cửa rồi. Not good rồi. Cảm giác not good rồi đó, bùi gu à. Rồi, mấy người này giải tán đi, anh em quăng đi qua đây. Rồi, vị trí. Trận này quả lực tên địch hơi mạnh. Mày ra đây. Mày đến đây. Rồi. Qua đây. Rồi. Shippo qua đây. Genji đứng đây. Họ thân đòn đây đi. Shippo đây đi. Mikey quan gió giá trị Mikey kiến đây. Rồi quan đi quan đi đâu? Quan đi đến đâu vậy? Ủy quan đi sao nằm ngủ vậy? Ở đây mà gu. Cầm hai cái súng đi. Nó tới chưa? À, bên đây lủng cái cửa rồi sợ đánh vòng qua đây nè. Nó có hàng đánh vòng qua này. Má nó good thiệt á chứ. Bao nhiêu con đánh vọng qua đó? Một con chứ hình đồ qua chơi được. Hình đồ qua chơi solo 1-1 với cái này được. Tại vì này nó bắn thôi. Thành hiện chắc đau không to đâu. Hoặc là nó... Nó... Ồ nó có súng. Má súng nó căng nữa chứ. Súng nó đâu có giỡn được đâu. Đi ra đây kêu Megalod ra đánh phụ đi. Thành đờ lúng gì kêu mới lót đánh phụ go vào đâu đứng nhìn thôi nhìn này cứu hôn đờ nhảy lên trước khi con khi tới bởi đạn bắn chưa
đang bắn nhau rất căng. Mấy kia không bắn được à? Mẹ nó vừa gu. Ôi stun nó vô. Chờ hôm nay sao rồi? Thunder bị nó chích mấy phát rồi. Giết con này lẹ đi, con kia chuẩn bị vô. Bên đây ổn chứ? Ồ bên đây kiệt ngô nằm rồi. Hôm nay kêu cứu kiệt ngô. Ôi má, quả này bị thương nặng á. Quả Luna tôi cho là bác sĩ luôn. Shippo cũng là bác sĩ đi, mẹ phải thêm bác sĩ rồi. Hiểu quá. Rồi hãy lên, nhanh con mẹ nó dò lên. Bên đây gì? Bên đây vậy thì ai phải cầm cái đại liên này Nasi. Rồi tỉa nó. Bên đây ổn chưa? Con này vẫn chưa chết à. Lẹ lên Di vô đấm solo với này. Ủa Di không đánh nhau được. Di trốn ở đây. Hả đó là trận địa của nó. Trận địa hôm nay, trận địa hôm nay cũng đang rất căng hẳn. Ủa lên siêu rồi. Ủa mất tôi đứt chết. What the fuck. Ủa má bắn dính đầu. Bắn tét đầu. Cất cất. Chết này, chơi này cũng hơi xui lắm. Má mấy quả nó bắn chí mạng vô đầu chứ có chết thôi. Bắn gớt tay gớt chân sống được chứ chí mạng vô đầu chứ có chết. Ăn vô một viên vô đầu chết rồi. Ai nói cầm cây đủ không? Cái đại liên của... Ờ không, cái này màu 4 không? Này, chúng ta đã thắng thì chúng ta mất một người. Giá phải trả là quá đó. Bên kia máy dựng siêu liên tục mà. Bên đây ổn rồi. Ổn vô bệnh viện nằm rồi gấu ơi. Má xem cái quan tài cho gấu nè. Nằm giữa gần ca cao chắc gấu sẽ mát lắm. Liệu còn người nào không? Helicobu dính đúng rồi. Shippo ra cứu Helicobu đi. Lên. Há 14 gết máy. Má kinh dị thiệt. Ủa nãy ai bị thương vậy? Cứu được chưa? Anh chỉ nhớ có một người nằm mà. Rồi anh em giải tán đi, đi nghỉ đi. Má mới đứt đi chân lạnh toát. Á gì đâu mất một hồ say rồi. Má số kiếp hành Mikey quá. Hi da. Ngủ nhanh siêng năng luôn, không thể bơm máu. Má uống viên ngay đầu. Má lăn xải luôn, chết luôn. Thằng viên pháo ngay đầu thì đậu, còn cái chú đế còn chết nên nó chi là nó chi là Mr. Đức. Thôi thì chôn với từ đất thôi. Quá đen. Mà sao Kiệt Ngô nằm đây? À Kiệt Ngô không bị thương quá nặng đúng không? Nên nằm đây là đúng rồi. Ai ra mở cái cửa này cái chút nè. Ủa chữ muộn ngoài dao nè, ra mở cái cửa cái. Tả mấy này ra ngoài á. Rồi á bị mê liền, tôi đang tính công ra ngoài. Cờ chết một người cũng sao. Má gia nhập quân đội là phải chấp nhận cái chết bugu à. Là phải chấp nhận cái chết thôi. Mát thu nuôi mọi người. Vũ trong thành đi. Trong thành. Thanh tẩy thì cũng ở trong thành đi. Thanh tẩy ở nơi sống đi. Hang này ở nơi sống đi rồi. Cư dân bị mổ à? Tự xây mổ rồi. Mới đứt nè. Đó, xì lót cho bà gu.
Yên nghỉ đi. Chiến tranh kết thúc rồi bồ gô à. Chỉ là cái trận chiến nó kết thúc thôi, chiến tranh thì có khi nó lại tới nữa. Quá wow, 14 con sao máy. Hai con đậu không, hai con siêu. Mấy con nhỏ nhỏ rồi nó ăn pháo nó chết rồi. Đủ hai chè quá. Hoài lắm á. Mặc giáp cỡ này giáp hình như giáp xịn nhất luôn không? Ồ mày giáp xịn nhất thì ý nghĩa gì khi chúng ta ăn một viên pháo vào đầu hả? Tốc độ ra. Bộ giáp Bru tách ra còn xài được ngon lắm Bru à. Hai cái này tách ra còn xài ok lắm. Đóng 7 này xây bằng 45 gỗ 36 cái. Nếu như mà xây bằng thép thì phải 400 nuôi thép. Nói chung là rất một lượng rất là nhiều luôn. Cái gì mà nút thép dữ à. Má chắc mới gài đạn xong. Mẹ thép luôn rồi. Sao hôm nay Minh Phương cố má đào ngày đào đêm đi. Đào ngày đào đêm là anh em phục hồi lại được. Cái Ngô bị thương nặng quá. Mất thận luôn nè. Tôi để hồi phục đi rồi tôi làm phẫu thuật. Phải khỏe mới dám làm phẫu thuật. Nhà không đủ nội tạng luôn. Thợ săn thiếu vũ khí. Kỳ Ngô hồi phục rồi. Kỳ Ngô đi lại được rồi. Kỳ Ngô chỉ bị bầm người thôi chứ vết thương không quá nặng. Thế là mất cây đại liên. Mất nết. Khoa. Kiệt Ngô xương quay phải nhiễm trùng. Elibaku bị nhiễm trùng. Bữa bừa ô nào kêu đậu không ở chuồng không bị nhiễm trùng, tính cái thằng ở chuồng là cái thằng bị nhiễm trùng đầu tiên luôn. Hình như nó hơi sai sai vậy, cái lý thuyết nó hơi sai sai vậy. Phải gì cảm giác nó hơi sai sai đó nha. Mà sao Di Di vậy vậy Di ơi. Này chắc tôi phải chỉnh máu luôn á. Chỉnh thêm mấy bình máu đi. Máu bình thường đi. Rồi. Còn bên đây là rất cao cấp đúng không. Bên đây là mình để quan trọng thôi. Bên đây mình để thấp đi. Nghĩa là ưu tiên cái chỗ này trước. Rồi ưu tiên chỗ này thứ hai. Chỗ này là chỗ cuối. Bao nhiêu máu từ vương này để qua đây đi. Mình đâu còn nhiều máu đâu má. Ừ chuẩn bị thu hoạch rồi. Mình cần thêm người chế tạo nữa nè. Quán để coi hình như lễ hội được bắt đầu rồi đó. Lên em ơi. Quẩy lên cho đỡ mèo rao nào. Go go go. Từ Minh Phương cố gồng. Má sắp được ăn cái lễ hội của Go. Chứng kiến cái chết của đồng đội hả? Chịu thôi. Ai rồi cũng phải chết. Không có người mới luôn. Quá đen. Quá đen quẩy em cái này đi. Rồi xe cây thông vô đây tiếp. Từng tơ rừng từng từng. Từng tơ rừng từng từng. Người mới đi, tôi cần thêm một thằng chế tạo. Quân chính quy của mình còn nhiều không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 người, ồ có thêm người, ngon. Quy xe. Quy xe có mối quan hệ. Anh ta là thành nhân của Hinder, đù. Ngon. Họ đến. Cư dân quy xe, con trai của Di. Con trai của Cảnh. Con trai của Di, con trai của Cảnh mà là tình nhân của Tinder. Má vào ảo ma Lazada gì. Ok, giờ là Tinder phải kêu Di với lại Cảnh là cha vợ à. Kiểu vậy á, ừ, nó đó. Chứ gì nữa, đúng không? Rõ ràng, ừ, đúng, hợp lý luôn. Rồi biết Bính Lậu không? Ô, Tinder là con gái à. Đồ. Đồ. Chúng ta có Mr. Đức, nhưng chúng ta có Mr. Đức xịn hơn. Nhưng Mr. Đức này quýnh lộn không được. Mr. Đức này giống Mikey rồi. Mà Mr. Đức này đào mỏ được.
Nói chung là làm việc nhà tốt, chúng ta mất một người lính nhưng lại thêm một người công nhân, Mr. Đức 2. Đó, Mr. Đức đệ nhị. Ok chưa? Đang kiếm một hàng cận chiến để cho Rosal đệ nhị. Này thay Mikey rồi, thay bố lão Mikey rồi. Má ngon chứ. Sống thiếu sáng à. Không có nhu cầu trải nghiệm không gian bên ngoài anh. Chung là nếu như mà cho nó trong nhà làm việc liên đủ có đầu gối gai luôn nè, má này quýnh lộn được luôn nè, quýnh cận chiến nhớ, cũng biết cận chiến sơ sơ chọn chọn cũng ok, nhưng mà tôi sẽ tập trung vô cái việc mà đào mỏ để xây dựng thôi. Thao tác giết mỏ bỏ xây dựng ok, trồng trọt bỏ, trồng trọt bỏ, đốn củi bỏ, đào mỏ nè. Ok rồi là phải xây thêm một cái đào mỏ đây nữa, đào lần hai cái luôn cho nó nhanh. Đấy, gom lại một khu anh em mình lại đi khu khác chứ mà hơi đâu mà ngồi đây đúng không, mất thì mất gấp đôi nhưng mà được cái là nhanh gấp đôi. Đó vậy đi, từng 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 mà tính làm gì quên nữa ta. À đi, bắt đầu đi công ra ngoài để anh em hồi phục ra, anh em hồi phục đi rồi mình sẽ đi công ra ngoài. Từng 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 khi nào Thunder mới lấy từ đất đây. Nó chưa mà đúng không? Mới là tình nhân thôi. Quả này hình như tôi có chế thấy cảnh bị vô sinh anh em mà. Cảnh bị vô sinh. Nhưng mà đâu ra lòi ra đứa con trai của cảnh mất từ đất đệ nhị mất được phát. Chắc trước đó đã có rồi. Trang phục cách đuối bờ ghiêu. Cư dân cần điều trị y tế ly cabu. Chuồng không bao kính, chất thải động vật. Động vật đi lang thang. Rồi thả cho nó ăn cỏ mà. Thầy đóng cửa lại đi. Này để coi, tôi coi kiếm kiếm nhiều thép tôi bắt đầu xây cái lớp tường thành thứ hai thôi. Tôi được ra thử nghề rồi. Xây cái này luôn đi, tôi nó tự xây tự đào luôn đi. Bố lão ngoài kia ở trong nhà thôi. À, cái gì giờ đợi giờ đụng vô sờ bất cứ cái gì trong nhà này gần như là bố lão ngoài kia xây không á. Nhiệm vụ ra hội đồng khủng khiếp, nó kêu mình xây cho nó cái tượng đài mà cho tao thú hồi sinh thì tao làm chứ đậu đá tao cũng có xây nhà mà kêu tao đậu xây trong cái tượng đài thì chịu thôi, đá cũng có để xây nhà đây. Nghiên cứu Xenos xong quả này chắc nghiên cứu khoáng sản tầm xa, cái này là quét được mấy cục thiên thạch rớt ở tầm mấy khu vực xung quanh đây mà. Thì cái đó mình chỉ cần đem hai thợ mỏ mình tới đục lẻ rồi rút thôi, cái đó đào nhanh hơn mà bắt buộc phải di chuyển ra vùng khác. Tôi cần thêm người có khả năng gọi là chế tạo mà mới tôi đất xử xong cục này chưa, thiếu hai linh kiện nữa mới tôi đất đánh nhau cũng được á. Bắn súng không giỏi nhưng mà cận chiến ok, cho heo Hinder học gì cũng được. Ủa tính tình nhân của Hinder cái gì nữa, người lạ có làn da thô ráp đù, ý là muốn gia nhập băng đảng không? Ồ lại cái bọn đậu không có bọn dị giáo này, lại cái bọn dị giáo mà này nấu ăn được nha. Thằng này nó có cái xúc bạch tụ này, dùng năng lượng tâm linh tâm tối để gây biến hỗn loạn hạ sát sinh vật chỉ trong vài giây và biến đổi cơ thể thành một này siêng năng luôn, siêng năng thì tốc tăng tốc độ làm việc, chắc cho này vô băng luôn á, cho nó nấu ăn phụ đi. Có nên không ta, má chứ giờ tôi sợ giết mấy này lắm rồi. Nhưng bạn cảm thấy như Enessa đang che giấu điều gì đó.
Thú vật luôn đáng sợ khi gần Asa, cô ta có năng lực siêu nhiên, có thể biến dạng các sinh vật sống khiến chúng phát nổ thành đống thịt gớm ghiếc. Má ơi, tôi sợ mấy thằng dị giáo rồi. Không được đâu, phải bắt nó thôi. Bắt nó thôi, bắt nó móc nội tạng thôi. Tôi sợ mấy dị giáo rồi, mấy này phải đề phòng nó. Mày vô chuồng, quậy, tao kêu mày vô chuồng. Mày kháng cự hả? Kháng cự, kháng cự. Tao kêu mày vô chuồng. Chuồng thì tao móc nội tạng rồi hành quyết luôn, không có cho nó cơ hội gào hét các kiểu là điểu gì hết. Bởi như nó gào là cái bọn kia kéo tới, hoặc là mình má mình phóng thích nó là nó cũng quay lại quýnh mình luôn, chứ phóng thích nó là nó không bỏ đi. Mấy này nó lì lắm, lì như trâu á. Dê ơi, cứu dê ơi, là dê ơi. 1 tiếng, 1 tiếng đồng hồ luôn. 2 tiếng, còn 2 tiếng gặp dê thì sống rồi, gặp dê với Nasi thì sống rồi. Nhưng mà dễ luôn. Eliwaku bị say nắng, Nasi cứu Eliwaku cái. Rồi chắc này không kịp, phần này không kịp sống rồi. Dư đang bị gì á? Dạ, Dư mất cái tay rồi. Hèn gì má, thao tác còn 25% mà hồi nãy bắn nhau nhưng mới mất cái tay à. Thằng nào cắn rớt cái tay Dư rồi. Này phải lắp cái tay mới rồi. Này tôi phải kiểm qua hết mấy đợi của tôi để xem nó mất cái gì rồi bắt đầu tôi lắp gọi là chế mấy cái tay. Chứ mấy cái tay đó không không phải tự nhiên mà có. Tao đợi mày hồi miếng máu đi rồi tao sẽ lấy nội tạng mày. Mày dị giáo là phải vậy, chân phải nè. Còn con nít thì chắc tôi cũng hạn chế đi. Mày tôi cắn cái tay giả. Con nít nó dễ chết lắm, phẫu thuật cho nó cút luôn á. Điển hình là Yuchi nè. Lý do Yuchi chết là vậy. Mình như quả nó Yuchi lớn rồi mà. Một cánh tay đúng không? Một cánh tay. Ngón thì cởi đi, ngón thì cởi. Một cánh tay. Ủa Eliwaku chết luôn rồi, chết vì nhiễm trùng mà. Á à, đù má tội vậy. Ủa thiêu luôn rồi. Rồi chưa làm lễ tang cho Mr. Đức đệ nhất nữa. Làm lễ tang đi. Má đèn cho Eliwaku luôn. Trừ 1 nô lệ. Tôi sẽ gọi rải chai cốt, gọi rải cho cốt của Elikabu khắp đế chế. Sống làm nô lệ của đế chế, chết cũng phải làm mẹ đất cát của đế chế. Rồi luôn, má tan luôn. Lỡ tan sầm cứt luôn. Bỏ mồm. Nãy tôi chết tới ai rồi? Tay tay mắt não thân ngón tay à thân ngón tay nói ngón ngón mất ngón không mất ngón xương quay tay phải 2 cái tay 1 cái thận 2 cái tay 1 cái thận chân gỗ à 2 cái tay 1 cái chân 2 tay 1 chân 1 thận 2 tay đúng không? Đạn pháo chế mà chưa? Chưa chế được gì đạn pháo luôn. 2 tay 1 chân rồi thận móc cuốn này xong. Dễ mà. Ok chưa? Cứ vậy đi. Hôm nay bộ trưởng y tế làm việc lụm ngay lụm không một lụm khóc hét này đeo dị giáo. Dị giáo mà giác tới đây đậu vọng ở đây thờ chú đế. Dị giáo mà giác cái xác tới đây thì chỉ có chết.
Ý sao dưới sàn lại là để đồ dưới đất ta, hàng thấp đi, cái này thường, hàng gì đi bưng cái đồ đất để hết, xong luôn à, ngon vậy, mày có tội không, mày có tội thì tử hình thôi. Ôi đột kích Kiso, má đánh liên tục ta, ôi nó đánh đục từng nhà này em ơi. Bỏ đánh đục từng nhà. Rồi từng nhà thì đậu không có bao nhiêu người. Kéo hết ra đây. Tụi mày hết đục từng nhà. Trương Hấn thì dễ bị nóc lắm. Trương Hấn cầm sạc cân ghẻ đi. Chúc không đánh nhau được à? Chúc đánh nhau được. Chúc cầm sạc gân xịn đi. Vũ cũng làm cây sạc gân đi. Cần chiến không hít điều này à. Vũ chơi kiếm rồi đi gọi. Lên. Không biết nó phá chỗ này trước không. Má nó phá chỗ này cái tôi lỗ luôn. Ôi nó đục. Ôi má nó đục vô chỗ này nó mùi. Nó đục vô nhà máy điện. Khó rồi đó. Nó đục vô trạm lượng. À không. Đủ mấy này đánh kiểu gì vậy? Có đủ mình biết chơi rồi. Má nếu mà đục vô đây thì chạy qua kiểm ta. Kịp. Xếp hàng vô. Vào vị trí, vào vị trí. Bờ đi qua đây đi. Vũ qua đây luôn đi. Đứng nhìn thôi. Ngồi vô đi mấy nhóc. Vô đây mà húp mấy nhóc. Vô đây mà húp. Vô đây mà húp. Luna không có súng rồi. Luna ra đây. Mà đây đứng chung gì gì rồi. Gì ra đây luôn. Mà anh em má đứng sát nhau đi. Đừng để bắn dính nhau. Anh đợi này. Đợi này đứng tăng. 2k lên đứng vị trí một hết. Nào nữa. Vô đây rồi. Vô lẻ tẻ vậy là đậu họng cho mày luôn rồi. Ai à, Mr. Đức. Mr. Đức không có súng mày. Ủa Mr. Đức về cầm cái súng ở đây à. Mày trâu hả? Thằng nào trâu nữa? Rồi tôi thấy một nội tạng. Rồi thằng này không bị xuất huyết luôn. Một nội tạng. Ham ăn tiếp thu nhanh bắn cẩn thận. Easy một nội tạng. Vô chạy đi. Ừ ủa đập người máy bên kìa. Mày láo à, mày chạy à, chi xác không, không chi xác, tha đi. Rồi giải quyết đi anh em, bắt này vô đây. Thằng nào á, thằng nào đang đậu không nằm la lết á. Chết 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 chết. Con sói à, con sói à, tôi tưởng thằng nào chứ. Cứu con sói đi. Thôi anh em giải tán đi chứ độ không anh em đứng đây chi nữa. Di ra cứu con sói đi. Rồi bây giờ làm việc đi rồi. Má dọn nó sáng đi bù gu. Chưa đậu ổng chưa. Má nó công liên tục hai lần luôn. Tụi mày có để nó sống yên hôm nay. Vì mà nóng tính vậy tụi bay. Rồi rồi má giải quyết đống này đi anh em. Má trong nơi sống nè. Ok. Thanh tẩy thì ở gần gần nhà thôi. Thanh tẩy nó gần nhà, thanh tẩy dễ chạy nhà hơn. Rồi xong. Rồi giải quyết nó đi. Là xong rồi đó.
từng 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 từ nãy má tôi tưởng mà cộng một nội tạng chứ không được. Rồi xong cấp cứu y tế, cấp cứu y tế mất máu nhiều quá đúng không? Thằng này hết có tội rồi, này phải phán quyết nó một lần nữa rồi mới chém đầu được, phải xét tội lại rồi mới chém đầu được chứ bây giờ nó đang vô tội. Cái này mấy này quên tội nó nhanh quá. Tội đó là theo chaos thờ dị giáo, phải chém đầu nó làm gương cho mấy thằng khác. Di này gắn cái tay vô đi. Rồi chưa chưa chế được cái tay mới chế được cái chân đúng không? Rồi rồi vẫn đang đợi chế cái tay. Bộ phó y tế mất cái tay đâu đâu có phẫu thuật được, đâu có làm gì ra hồn đâu. Cắn thêm cái này đi đỡ mèo đau nè. Go go anh em ơi, Simon không đi à, vậy mà go. Mấy vận chuyển gần hết pin, mấy vận chuyển chạy vô sạc pin. Này tự sửa chữa luôn. Rồi đó lạnh. Để coi quen đi từ để này nó tỉnh ra. Rồi mình sẽ phán xét nó, rồi sửa tử nó sao. Giờ cứ đốt hết đống sáng đi, thêm một con người máy vận chuyển nữa. Mình đi đang vận chuyển nhiêu con, 5 con đúng không? Cần phải chế thêm một cái vi sơ cấp nữa, làm lỗi cơ bản nữa rồi. Đừng tôi đừng tôi đừng tôi đừng tôi đừng má này tôi tưởng nó đánh vô khu này. À, dễ dòng quá đánh vô khu này, mà nói chung là khu này vẫn là khu một khu quan trọng, khu này với khu lương thực. Như là khu này ba cái góc này là quan trọng, đánh từ đây nó đánh vô ruộng thì ổn, đánh vô ruộng mình thở đều lắm, đánh vô điện thì đó vô chi ngáp ngáp á, đánh vô điện là má đe dọa bộ trưởng bộ phòng á, nguy hiểm lắm á, trong chuyện giỡn rồi anh em à. Rồi bắt đầu đói gỗ đó, đó đó bắt đầu hay đói gỗ má, mới cháy gần xong luôn á, nguy hiểm vậy ta. Đầu thấy đói gỗ rồi đó mấy bờ gu à. Này, cho chồng đã đi rồi. Này chắc phải tạo một khu vực trồng cây rồi. Trồng cây để vận chuyển vô khu chứa gỗ nó nhanh hơn. Ok. Cây phong xong. Giờ tôi đứng để nhị. Mr. Đức đề nghị đang đi sửa nhà. Nếu mà Mr. Đức đề nghị nên đi đào mỏ đi. Rồi chúc gì vậy? Chúc đi heo chửi Nazi. Được phát lý do không? Đám tang đáng hổ hẹn à. À, tính là bộ trưởng bộ ngoại giao luôn á, làm cái đám tang như shit xong rồi tự điên tự chửi đồng đội luôn, quá đỉnh, vừa điểm, quá hay. Đi rồi Shibo không mặc giáp, tao tôi thấy có giáp mà đủ tính được có mấy bộ giáp luôn á. Thấy này hoàng cái bru không mặc giáp chết rồi bru à, má là mình tưởng nhà thiếu giáp. Ý. Tính Shibo đang đội mũ giáp luôn á. Má vô cái hàng lỗ tai heo của Shibo, tôi tưởng Shibo đang không mặc giáp. Tộc người heo này cũng đỉnh lắm, ăn đồ ăn không sợ đau bụng anh em ạ. Cũng là một cái gì đó cứt gì vào này nọ chứ. Đó, tiêu quá mạnh luôn nè. Đau ít hơn nè. Rồi cũng thuộc dạng gọi là châu bò đó anh em, giỡn đâu.
cũng rất gì vậy nọ đấy. Ok chưa? Ôi, mọi người ấm áp nha. Bắt đầu đi công thôi. Không cứu được của bọn phe tím kịp. Chịu. Bữa nay còn nhiêu ngày? 25. 5 ngày. 5 ngày chắc qua đánh, bà đánh bên đây trước. Bà đi kiếm hang gỗ. Xong phải đánh này trước mùa hè nè. Cái này mà không kết thúc nó trước mùa hè là mình mệt nè. Rồi, gu. Đem hết quân chính quy theo đi. Má nó công mình hai lần mà không lẽ đủ không đem quân chính quy đi rồi nó công lần nữa thì chỉ có cút. Chỉ có cút thôi anh em à. Mr. Đức. Mr. Đức ở nhà đi. Minh Phương. Quân cái con nhà là hai thợ mỏ nhà đi. Nó quân chính quy rồi thôi để vài người lại đép nhà chứ đậu không có công nhà thứ chịu nổi Genji nè. Khoa. Cảnh. Mắt nết. Rô kiệt ngô như là quân là mạnh rồi đó, mạnh mạnh không lát hai má nướng quân đây, nướng quân thì lại tan quá, nướng quân 3 năm dụng 1 giờ, nếu mà được thấy ok thì lên công mấy khu kia luôn, mình hốt cho đầy ba lô lần luôn, đi là phải đi cho đáng, thì phải đem theo lương thật rồi. Thôi đi. Đói quá giờ nhà thôi chứ. Cái này không có đem, không có đồ ăn á, không có lương khô hay gì hết. Này phải nghiên cứu lương khô rồi. Ok. Rồi cơm lẹ sủi anh em ơi. À, ship 4 trong quân chính quy rồi. Mày không để ship 4 theo nè, Minh Phương tôi cho nhà. Phương đã đi đào. Đó. Muốn đứt. Không được hai đâu. Thunder đi đào nhưng mà Thunder đi luôn rồi. Mới nó đi nhảy đâu. À, đang bận ăn. Cái này là tôi cũng không nên xây hai cái đâu. Chia cho mấy người này chung khác giờ nhau, người làm người nghỉ, người làm người nghỉ cũng ok hơn. Không có đớt vô mà này đó. Má người làm người nghỉ tính là người làm người nghỉ luôn. Nhờ. Minh Phương không? Minh Phương ngủ giờ tối nè, đúng đúng người làm người nghỉ luôn, chế hàng cái gì lỗ rồi. Vậy gỡ cái giờ đi. Gỡ cái đi, má lỡ mất lần hai cái lại khóc hét. Thôi, bên đoàn chúng ta di chuyển rồi. Đây ngày mấy thì mới giao thương được? 3 ngày nữa. Đánh đi coi nếu quét xuống đây. Ôi chích mẹ khu này phải của đồng minh vậy. Không phải. Hết hồn. Má màu tím mình tưởng có đồng minh. Làm quả dặm lên đây má không thấy con này tím nhạt này tím đậm. Của đồng minh dặm lên cái má. Tan luôn em. 2.000 gạo à. 3, 6, 9 người. Ok. Quang đi rồi. Mày tỉnh chưa? Mày ngủ hơi lâu rồi đó. Tỉnh đi mày. Tỉnh chưa ta? Hình như tỉnh rồi á. Anh làm biến anh không chịu dậy, tôi phải nó dậy là tôi phán quyết nó chém đầu liền. Rồi đỡ mấy người kia giờ đi. Ý, ngon nhà như sắp 70%. 70% còn lâu. Này xong cần sa chắc là qua bia tiếp. Bây giờ Genji ảnh tay Genji đó đóng bia vô. À, cảm giác thiếu đồ ăn ta. Hôm bữa này thu hoạch xong chắc là nhiều đồ ăn lại. Họ hàng gì nữa đây? À, đồ có họ hàng gì của ai không đây à? Ta ra là chị em của Luna, con gái của Brill. Chị em của Luna và con gái của Brill, vậy là Brill là cha của đậu không Luna hả? Really? Má. Ồ, lấn cấn hả? Má. Cha mình làm nô lệ mấy năm hay sao?
Má lưng cứng. Ôi má không xong luôn. Xong này phải xong Hổ Thành đâu hay là thủ xong tự giết tụi mày vậy? Tụi mày xài cứng chiến mà. Ơi tụi nó qua cậu. Ơi ơi. Mình thủ nghe đảo rồi nè. Đủ. Quá đã. Xong này không phải xong Hổ Thành rồi. Xong này là một chôn của tụi mày. Đù sẽ cái nhà đổ ổng gần xong nhưng mà đổ tăng chơi cận chiến rồi sao qua xong rồi sao qua xong chỉ tao qua xong với chỉ tao qua xong với ăn đạn đi. Ui à, đủ ăn dính là sao vậy? Đây AK là phải đứng trước à, tại vì AK phun lửa được nè, cút về chỗ khác nè, thunder lên. Ngô bắn này nè. Đó, má dính lửa rồi, nó chạy nhông nhông liền, nó chạy lặn xạ liền. Đó lý do mà AK phải đứng trước. Ôi lựu đạn. Oh shit, nó gú rồi. Ồ, chết thêm người nữa, đồ. Má, nó phải chết lựu đạn rồi đó. Giết tụi nó. Bao cho khoa. Đây là cái giá phải trả. Ôi bắt được thằng, bắt được thằng, bắt được thằng. 3 tiếng à. Xây dựng cuồng lửa tâm thần à. Không hề đồng cảm nỗi đau cái của người khác. Không mất tâm trạng với nói chung là không mất gì nhiều đúng không? Má Khoa là nông dân đúng không vậy? Khoa là độ hậu tình nhân của Chip Bộ. Quá này má Chip Bộ sầu rồi. À. Sao rồi? Má nên báo thù không ta? Có nên báo thù không? Thôi đừng, hoàn thành vụ đi. Nhanh lên, rút khỏi chỗ này thôi. Thù hận cũng chỉ là mẹ chúng ta lâu lắc hơn thôi. Má hay chơi lựu đạn rồi đó. Không chạy có được. Rồi. Lên em ơi. Má nhà bao việc. Nồi cơm của Genji đang đợi chúng ta ở nhà. Bin bin như lấy giờ được. Hồi Thunder đánh đây đi. Bên đây bắn phá cửa đi. Rồi. Đúng rồi. Gì nữa? Rút 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 rút. Mẹ cao su bị điên rồi má không rút được luôn. Đấm cao su đi. Cao su rồi. Cao su đang ngủ à. Ủa tỉnh rồi hả? Ồ điên cái tỉnh lại liền luôn. Má vui vậy. Vậy cũng được luôn. Má mà tỉnh là tôi mừng rồi đó. Ủa là đang điên hay đang tỉnh? Từ nha, phải coi có cao su nha. 3 6. Ủa cái này đâu phải. Đây là mấy người ở nhà mà giờ không được phải hội đồng cao su rồi. Vậy vậy mọi người thôi dừng dừng dừng. Ủa vậy sao vẫn chưa chịu họ vậy được? Phải vậy đâu phải đâu liên quan đủ khoa chết vô gì khoa chết khoa đã chết do băm nhỏ lựu đạn Ricky đã xóa sổ thân và phận thận của bên trái của khoa.
Hình như khoa hình như lớp mất một một thận đúng không ta? Này nát thân rồi, nát thân chết. Sao vẫn chưa rút được? À được rút rồi nè. Dạ thôi. 3 6 8 rồi ok. Ai phải đấm đấm mấy phát mới tỉnh ra mới về được. Tao qua cương. Gỗ. Má hàng gỗ đi mất một người. Cái giá đủ hơi hơi gác. Hơi gác so với tôi. Không nên chịu vậy. À, chiến trường mà ai có bản lĩnh thì sẽ sống. Đồ đen quá thì chết thôi. Chứ không phải là không có bản lĩnh đâu. À, mà trò chơi đu đạn nó đi đậu không. Nguy hiểm quá. Lòng thép. Thép. Pin là lấy cục pin về nè. Ghế gỗ xuất sắc bán được nha. Mấy này bán được hết nha. Tiền không á. Tiền không đó. Rồi mấy cái áo này thì không bán được. Mũi ghế tiên tiến. Mấy xác này chịu. Rồi go đi. Mẹ quên lấy xác hoa về rồi. Xít thật. Má quên lấy xác hoa về luôn. Má quên mất. Hôm nay tôi mất hai người. Má trong lúc giao tranh. Hả chiến tranh khốc liệt quá anh em à. Vô đây. Quyết thành chứ cũng chết. Áo giáp trợ lực xuất sắc. Điểm giao hảo 50. Cho một thằng 19 tuổi tên là Omochi ở đây à. Trong vòng 17 ngày có một cuộc đột kích với sức mạnh 2x và kích thước khoảng cái đi biết nhiêu thằng không. Má cái này là diệt vong á, cái này là diệt vong chứ chả dẫn chơi đâu. Cái này là 40 nè, 60 nè, tính sơ qua nha là 90 thì mẹ gần 100 thằng. 100 thằng này không phải zombie đâu. Thôi tha má, mấy anh để chế bớt điên. Nhà em đi cướp miếng gỗ còn chết một người đây. À, tụi em cũng khổ lắm chứ đâu có giỡn được. Khổ lắm á. Duy trồng cây luôn hả? Má tội nghiệp Duy quá mất cái tay. Phẫu thuật cho Bru. Có tay rồi đây Bru. Cánh tay phải đi Bru là ưu tiên trên hết. Cho vào luôn một cái tay. Rồi. Bác sĩ không có tay đâu có làm ăn gì được. Chân thì cho Vũ. Để Vũ lớn thôi. Vũ sắp lớn rồi. Như là giai đoạn phát triển thứ năm 3 điểm nữa. Học tập rồi cũng tới nơi tới chốn lắm. Được. Mà chiến thần tương lai mà. Nguy cơ sẽ sập nhỏ. Mấy cây nấm này đợi lâu quá cái cứt. Ủa là thu hoạch được chưa vậy hay là chưa thu hoạch luôn? Bức xạo trời ơi, vô chi nóng rồi. Má, đừng có vậy, đừng có mấy này nữa. Nguy hiểm quá liền. Ngoài trời đang 26, không bắt đầu đó. Chịu rồi cô ơi. Má, xe vô rồi 4 cái tủ lạnh luôn nè. 4 cái máy lạnh luôn nè. Nếu xây được. Rồi đợi thôi. Đợi đi đợi đi. Đợi nó bình thường là đã rồi. Tôi mở cái cửa ra tôi xây. Minh Hương đang gảnh gọi.
À, cúp điện này làm được cái mình hương gắn luôn rồi, ok. Ô, chơi gì thành công rồi. Ôi, sao lại Luna? Ôi, đi ra khác chơi. Gì là gì của Nasi? À, quên, Nasi đi ngoài chiến trường rồi. Không được. Má ẩu. Ồ, má quen đi đọc sách. Đọc sách. Zombie giữa biển cả. Zombie bơi trên biển à. Xong quen đi điên mẹ luôn. Mấy em sách có khả năng game meltdown luôn à. Chứ tinh thần quen đi đang cao mà đúng không. Ừ. Mấy em sách game meltdown luôn. What the fuck. Chứ đố cũng sách đâu quá. Rồi tiếp theo là bốn khu này. Công lên bốn khu này hoặc là đi giao thương. Công chắc là công lên bốn khu đó trước đi rồi đi giao thương là đẹp luôn. À, tàn quá. Được chi sao rồi. Chịu được. Chịu được hết thêm một quả em bi nữa là chơi gãy. Mà tranh thủ rồi. Xây cái tủ đông siêu gấp du lịch vô. Có điện rồi nè. Điện lên nhiệt độ giảm. Có cơ hội đâu đủ vô. Mikey mới đứt đồ vô đi. Trên đời điên con mẹ luôn rồi. Vô. Thôi khoan, trên đời điên gì đó. Sao điên đỏ vậy? Má muốn giết người vậy? Họ phá hủy linh kiện cao cấp nữa. Má chán mà gô luôn. Còn ai cản được vô đâu. Má mà cô ngầm me me le le cái kiếm nó. Ai cản mà vô cũng chém chết. Này phải xe nhanh á. Má xe nhanh là du chi bỏ mồm á. Vậy má mày đau liên tục vậy. Chắc do mất người. Chị ổn không vậy? Hóa 10 tiếng vẫn hở đều lắm mà gu. Má mày kì. Mày kì xe xong hai cái con người mới xe xong. Rồi rồi rồi. Tôi biết sao nó vẫn không giảm nhiệt độ rồi. Tại vì mình chưa có cái này. Khóa này ra nè, chỗ này nó thông với nhau nè. Cái gì mà điên lung lai. Phá lẹo luôn. Nó cơ chưa? Là nó bên đây là 109 độ. Từ để tôi giảm xuống sâu nhất đi 200 coi. 209 rồi, con nó xuống bốn máy nó xuống nổi xuống đó không? Ok. Căng quá thì xây độ con che cửa rồi luôn. Đó, má mát lạnh luôn rồi luôn. Bốn máy chạy được, để con nó xuống âm thấp nhất là bao nhiêu. Hoàn thành cái này tới cửa tự động đi. Nhà giờ nhiều điện rồi. Bắt đầu xây cửa tự động đi cho nó gọi là hiện đại xíu. Bên đây thì xây máy quét tầm xa rồi ok. Thương buôn hàng hiếm. Chút đâu. Bọn này à. Máy hiếm dữ chưa. Đồ máy này hiếm dữ không. Gấu xăm cái gấu xăm đực. Ồ mới đẻ em con gấu xăm cái à. Phải không gì. Không mình như nhà mình ba con gấu không. Nhà mình vô ba con gấu luôn nè. À con này con mới đẻ. Con này mới đẻ.
Đùa gì là hai con cá gì lại là nhân giống ngon nữa. Từ chút đang giao hương đủ một mối đâu gu chuyện hết đã. Đùa có heo nè, heo nái rồi nè, heo thì nuôi thì hơi tốn á, nhưng mà giờ mình nông dân cũng nhiều, mà để nuôi heo cũng ok, xây cái chuồng heo ở ngoài cổng thành á. Tôi coi thu nổ không cần đâu, linh kiện nè, linh kiện là cần thiết nè, má 72 linh kiện luôn. Neo Châu à? Neo Châu mua Quyết Thành chiến binh, nòng pháo gia cố. Bọn này bán đồ hiếm thiệt. Sách gì đây? Cửa rộng. Trí tuệ. Không biết này là gì luôn. Chiếc tín hiệu lưỡi sinh học, lưỡi chu kỳ sinh học, giảm ý thức hả? Bán bi cho nó đi, bi cho nó, bán tượng cho nó, mua cái tư duy màn phẳng. Tư duy này với tư duy này nào sẽ nương trời này, 900 coi giá là biết hồi. Tư duy 4k xịn hơn, 4k là 1.900. Mình đang bị âm tiền không à, tiền chắc bán bớt mấy con lạc đà cho nó quá. Bò sữa, mấy con gà thì có trứng gà, một nguồn gọi là lương thực khá là dồi dào. Mua hai heo đi, hai heo dễ thương quá. Ok, âm tiền cũng được, âm tiền cũng được, không phải vấn đề lắm. Má bán đóng bìa vẫn còn âm tiền. Ok nhờ. Nãy này chiêu nè, tàng hình đồ này thì cũng ngon lắm chứ. Luyện hú. Trồng trọt. Rồi. Cái vậy trước đi. Mấy kia tính sao? Rồi ok. Này xong lên men xong này là có bia rồi. Má em này mất 3 người luôn, Alibaba Khoa với lại Mr. Đức đệ nhất. Rồi. Mấy ngày vô chùa đây tụi bay. Này chắc phải xây một cái lòng bao lại. Ok. Vậy trước đi. Ồ, Nasi vậy nè, cho Duy cái tay phải. Ok. Điều 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 điều. Má có tay làm việc mới nhanh được mọi người ơi. À, khoan nha, Nasi đang bị điên nha. Phải Nasi bỏ hực mới được nha. Rồi là giảm thiểu thất bại nhất có thể thôi. Còn người máy hấp pin luôn. Con này đang sạc nên con này nằm đường ke luôn rồi. Điều 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 điều. Vẫn đang chăm chỉ đào thép lắm. 790 rồi. Xây lại cửa này chưa đổ đúng không? Má dĩ trồng cây hơi lâu. Thanh tẩy sao vậy? Chắc do cây này khó, cây này trồng lâu. Cây này cây bự, cây này trồng lâu. Cởi vô có gì cho mấy nông dân làm không được. Gì vô nằm nghỉ đi. Hồi nãy sẽ chưa hồi phục luôn à? Đủ không? Nghỉ ngơi khi là không có bác sĩ. Má bác sĩ điên hết rồi. Chắc phải đi giao thương trước rồi anh em à. Chưa luôn. Mà nếu mà giao thương thì bán cái đống gì? Bán cái đống đỏ.
ghế bàn ghế mà má tết thanh đẩy điên, chứng kiến cái chết đồng đội người thích đồng đất phải ngoài trời mới đứa ra chết của chung, không ai khóc cho Khoa luôn hả? Má Khoa chết ngoài kia không ai quan tâm luôn hả? Tới Minh Phương điên, Phương đi chửi Mai Kỳ chịu. Hồi Mai Kỳ với Phương đánh nhau bắt kèo ai ăn đây, không ai ăn hết quầy. Hồi quầy đi chứ đừng đậu ai ăn, tôi cũng hơi mệt á. Ơi ship bô, hồi má ship bô làm thử coi, thì ship bô cơ hội nè má, 9 điểm 9 điểm nghe vẻ hơi ghê. Quá wow, một cái tay nó ngàn tiền lẫn cái gu. Ok. Má tôi biết gắn tay này có thất bại, chắc có gắn tay gỗ có thất bại, gắn này cũng có thất bại á. Rồi má hai cái tay của Duy đều là hai cái tay giả, hai cái tay sinh học. Má bác sĩ đôi bàn tay là quan trọng nhất mà hai cái tay sinh học luôn. Nghiện quá hức hờn liên tục. Má Nasi điên liên tục luôn mà. Chứng kiến đội chết mệt mỏi khó chịu, tâm tan đáng hổ hẹn. Một chủ ôi tới liên tục bị điên, quá căng. Âm 62 độ C. Sao mình nhiệt độ trao đổi liên tục ta, nhiệt lên nhiệt xuống liên tục ta. Rồi rồi, chắc là do cái này nó không cách nhiệt tốt mà. Tôi ghét tôi xài hết bít luôn. Ủa này là sớ tới xài đi anh em bít luôn. Nhưng mà có thể là do gần này nè, nên nhiệt độ nó thay đổi liên tục nè. Cái này nó bị ém nóng nè, nó không có thoát nhiệt được, nó trao đổi nhiệm này lý thuyết, lý thuyết nó chỉ lý thuyết không biết nó đúng vậy không. Úi thịt nguội hôm nay nó bị hư rồi, phát hư. Ồ, ngoài trời nóng quá rồi, bắt buộc phải công ở đây rồi. Được, công ở đây trước thôi anh em ơi, thì đánh hai khu này đi. Khoan, tiêu đánh khu này trước nè, lỡ mà có căng quá thì khỏi đánh khu này, máy đi tìm người cứu quốc thôi. Nasi mới đệ nhị trở lại. Genji Kanasu cảnh Shibo để nhà đi, Shibo đi theo đi. Không, Shibo lộn, Shibo không 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 phải là quân đội mạnh nữa. Kiệt Ngô, Minh Phương 3 6 8 3 6 6 7. Minh Phương nữa mới đủ. Mã này Minh Phương không được ở nhà rồi, má mất người phải có người đắp vô. Rồi ok, trận này phải thắng, không thắng thì hơi tan. Go đi mới go, nhanh con mẹ nó dò lên má. Mùa xuân mà nóng như điên, nóng giờ not good rồi đó. Nóng vậy là not good luôn á. Xong quá này đi giao thương bán cái này, để ở đây đi, đây chống cháy à, chống cháy đi. À, khu này lương thực quan trọng, trái tim của đế chế đó. Ui, má nổ điện, nổ điện ngay chỗ anh tải bữa nay ngủ say quá cực. Má sau này biến liên tục ta, biến liên tục nổ ra ta. Má đi chơi nó cứu rồi. Má cơ cứ chập mạch, mất 7.000 máy điện luôn. Đủ căng.
Ồ, chi quả này quá tan. Tan nặng. Ơi quên. Mấy cái máy lạnh này kết nối điện ra được mà. Lo gì? Lo gì mà tan mà gu. Má tôi để cục này để bự gu sống đó. Không tan được đâu. Không tan được đâu. Chưa tan được đâu. Cười. Rồi đi di chuyển lẹ đi anh em má, mấy con meltdown nữa. Một người meltdown là cả đám ở lại đó. Má mất hết điện luôn mà. Má một quả rổ điện nên chập mạch cái là nó mất hết điện luôn. Mất hết điện mình dự trữ luôn mà. Căng lắm trả đồ. Đi xa. Ấy 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 ấy. Ấy. Mày chọn cái chết. Mày không ai đó luôn. Mày cởi ra đó gặp mấy con thú rồi xong rồi. Lý do tôi để mấy con thú ở đây là vậy. Ấy mấy con thú dạy mày. Đồ ngủ ngon vậy. Nó đấm chết con chó sao? Vậy tôi ai? Hồ má con chó chạy hết luôn. Ừ. Vô chuồng. Nhờ giết quen. Xong. Đợi trời sáng mới có điện. Đậu phòng. Má nổ ngay quá. Đang buổi tối nữa chứ. Căng thiệt. Hai máy mà nó chạy được 35 độ C, 65 độ C. Thì nếu bốn máy nãy tại vì bị cái này nó không thoát nhiệt được. Quả này có thể xuống có được 100 mấy độ C. Nếu dính em bơi vậy cũng thở được á. Tôi xây thêm hai lớp tường nữa. Cứ vậy trước đi. Để xem. Má liệu chú đế phù hộ chim đây. Không phải kiếm Yuchi chi để nhị đâu chứ sao giờ má mà đào ra Yuchi chi để nhị đây mang đi coi đậu không xử má phóng thằng Lin này nó mới có tội đúng không thì em hành quyết luôn đi hành quyết một người đang đang bị xỉn không được à má bởi vì khó chịu lắm nó có tội là mình quýnh nó xỉu rồi đậu cái này đợi nó tỉnh này mới chém nó được cái tự nhiên cái nó hết tội ác thì cái chứ má máy này lên nhanh lên má nóng quá cái đó là giúp cho mình mùa đông thì mình có lợi với đậu không mùa, mùa hè thì nó nóng đi má mới mùa xuân rồi ngày cuối mùa xuân nó nóng đi rồi. Cháy gì nữa gấu mà đủ không ai canh luôn à ai canh thì dễ rồi phục kích đù tụi tao lại sợ mà tụi mày quá một con á phục kích tao bằng một con á mạnh quá mạnh quá mạnh quá mạnh quá mạnh ui ui không phải một con đâu ra lừa cái này lòi ra nữa vậy dạ đủ chém cao su rồi dạ đủ chém cao su rồi ui dạ hồi nó xì vô máu cao su đi ô đủ con nó kìa thunder lên cản lại vô nhờ cái bố mày phá này ra đồ cái gì mà nó còn giấu gì hôm nay nữa à để tôi coi không có chó gì hết trơn á
vô đục. Ơi khoan, đừng đừng má, đừng đứng kiểu vậy là nó nổ sao. Thôi tin đồ ra ngoài đi. Rồi gút, gút qua đây. Dù cuối cùng á, đừng để mất người giống nãy là được. Cậu chưa có, nãy có con sông Hậu Thành ngon. Sông Hậu Thành nó mình đạp vô sông nó mình công. Má nhiều quẩn mẹ quả, nó không để ý trái đủ đạn. Thấy trái đủ đạn rồi, né không được. Rất cay. Rồi siêu máy lạnh chưa gô. Máy nhiệt độ giảm liên tục nè. Bảy mấy độ C. Hồng 33. Từ nha, dừng game xíu đi. Tôi tắt hết máy sưởi nhà đó. Quên mất máy mùa đông rồi. Rồi họ giải quyết con này rồi, giờ ăn cơm rồi bố ơi. Đền 6 á, chết mẹ nó, bên con nó nhiêu thằng? 17 thằng ở đâu mà mình có 8 thằng rồi đó. Lùi lại xíu đi, bắt lẻ bắt lẻ, không có súng nhắm này, bắt lẻ này, bắt lẻ này, cơ hội nè. AK đứng trước, AK với lại Thunder đứng trước, mấy người cầm đại liên đứng sau. Nó không ra đây ta, mình đứng này bắn tới không trời, không tới luôn, phải nhích lên nữa, lập đồ hình đây luôn đi. À tôi cũng nhau lại gần hết chứ, tại vì nó đông hơn, lại gần là mình mất lợi. Rồi rồi AK lên trước đi. Anh em lại liên xích lên này đó, kiệt ngô này luôn. Đó, má một người là phải giết hai người đó. Ui cái gì buông khói à, nó giảm khả năng bắn dính của mình. Hồi nó kêu thú chuẩn bị. Ôi mày kêu thú. Ôi tao điều khiển lại con thú này cũng được. Ê, căng quá. Đủ nó kêu một bên thú luôn á. Má nó cứu rồi trận này. Trận này có vẻ nó good á. Nhìn gì này. Má nhiều lửa xài hết đi. Đồ qua đây má, yểm trợ hôm nay cái. Tôi cảm giác bất an quá liền đây mà. Một cảm giác như bên đây là sẽ mất người nè. Quá lực. Quá lực ray, quá lực ray, quá lực, quá lực. Thunder có bọn đây rồi. Ôi còn có mấy heo này nó đủ không căng hơi. Đời chém cái chết này luôn. Quá lực. Đầu hàng chưa. Đầu hàng thì anh em mình cút ra đây cái. Cút về tập trung đội hình lại bắn tiếp. Ừ má mấy heo chạy luôn rồi. Lại cướp vào sủi. Có ai bị thương quá nặng không?
9 tiếng. Không sao, lát nữa tập hợp lại đàn là sống được. Không nguy kịch. Lại lên. Chia nhau ra. Ba người này qua đây. À quên, nhà nó má mục tiêu đấy được rồi. Chứ đục đục cái tường là xong. Đục cái tường là xong, gô lẻ lên em. Tập trung võ lực đây trước đi. Rồi anh em còn lại. Đó, bắn ở đây trước đi. Thunder phá cửa đi. Ôi, cao su điên nữa. Còn lẽ phải đấm vào gu nữa mới được về nhà hay gì nữa. Oh shit. Hết cứu rồi. Cái vụ gì đây? Tụi mày đào địa đạo nè. Từ hồi nãy tôi thấy ai mất mất nhiều máu quá. Phải bông máu hoặc người đó trước đã. Mấy con chó mà giấu gì cũng đang chạy. Tụi bông máu đi. Hình thì nó giấu gì hôm nay ta. Rồi mất đất rồi red. Ok phá hủy cũng khó rồi, đi đi luôn. Nhanh lên. À các bạn ăn nữa hả? Rút. Rút rồi. Má một lần đánh ra ngoài là mỗi lần hội căng hẳn. Quá hiểm. Đá sạch gom cuối. Thỏ rừng nè, lợn rừng nè. Xác chết người máy gỗ nè. Dao thép nè. Rồi đi giao thương cái nữa là ok đó. Cái đống này dơ hết rồi. Tiền không đây, tiền không đây. Tiền không. Cười gút. Nửa ngày nó tới đúng không? Rồi rồi. Xây nắng vũ. Vũ đen má nóng quá không gì. Nhưng mà ổn rồi, ổn rồi. Nhiệt độ được kiểm soát rồi. Mà nó mới bắt đầu sân 30 độ. Căng quá lên game. Trong nhà thì hơi nóng. Trong nhà này rất nóng. Điều 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 này 80 độ C. 80 độ C mà anh em bi cũng sống chả nổi đâu. Khoan, má lỡ hình quyết nó hú lên cái giống bữa sao? Tàu để mấy người kia giờ đó. Để mấy người kia giờ đó. Má nó chơi chiều á. Không luyện hết mấy này cái. Ồ gấu có thai rất là ngon. Má phát cho mọi người con gấu là ok. Mấy này tôi đặt tên lại. Đây là con gấu này tên là Banda. Bugo Banda. Tiếp theo là ông bồ tây tồ sinh gấu à. Bồ tây tồ. Con này là Eza hả? Eza
Con này tên là bánh mì. À, đương thực dự trữ. Xúc xích. Này xúc xích. Mù mù. Azumu. Con này tên là heo quay. Đó. Bánh mì xúc xích heo quay, nguyên hộp dự trữ, đồ quá đã. Quán này hết pin luôn, má phải xây thêm chạm sạc rồi. Thay vì má xây bù nắp này, mình nên xây chạm sạc thấy có lý hơn á. Bù nắp này xây nhiều quá không hợp lý lắm. Tốn tài nguyên. Mấy quả chơi khá là ngu đến từ vị trí của Titan. Hơi tốn tài nguyên. Quán này cướp được 2.000 gạo luôn hả? Quá sâu rồi, chạy ơi. Chạy vô nhà, vô nhà hết. Má đụng nó ủ kiến rồi, ủ kiến lửa rồi. Phát mọi người con gấu đi chứ má, cầm hết gấu người đâu hay được bù gu. Không tải à. Má mạnh điên. Nhiều con hả? 13 con hả? Căng á. Mà anh điên. Rồi nó vô kill boss thôi. 7 có hết rồi, đạn vô 13 con rồi nó cục rồi. Đừng có phái cục đảo tôi là được. Một đứa chết đó gì tới quân chủ lực giờ rồi. Chỉ là quân chủ lực đi nào vô nhà thôi. Mà bọn kiến gần như là mất gần hết rồi. Lập đội tác chiến này đi. Rồi. Nghe thủ em xong rồi nè. Mấy kiến này vô đây là xong rồi. Mình chặn nghe nè, thế nào nó cũng chạy vô đây. À, xây gì vậy? Quán chính xác rồi. Ủa, đúng lúc đó bà đu. Trong mấy nhóm án này biết ở đây ai là bố nè. Kiến con, kiến con, kiến con, kiến con, kiến con, cút. Người tiếp theo. Thằng nào nữa? Kiến trà nè, kiến trà, kiến trà, kiến trộn má trộn. Trâu trâu tiếp thôi giờ đi cái bà nó cho nó gặm gặm tôi đi ấy mày đẩy ra hay gì vậy hồi mày đánh đánh cho hết tiếp luôn anh em đẩy đậu cao su giờ đi đời giờ đi mày nó đánh súng rồi chứ 5 người là đủ mấy kiến con này. Kiến con mấy kiến con bắn bắn gần kiến con bắn không nghe súng đại liên bắn gần bắn không not good không ổn lắm vậy hụt luôn à thôi Genji giờ đi nào nữa nào súng nữa hết rồi đúng không à còn kiến con rồi dính viên chết luôn ngon này phải xây lại cái tường này rồi không có cái tường cũng đỡ giữ nó cũng được khá khá hên quá chưa mất vốn thằng này mày ngủ hơi lâu á ngủ xong dậy là phá đúng không à, nuôi cơm mày hơi bị lâu rồi thanh tẩy à thanh tẩy ở gần 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 nhà đi thanh tẩy gần nhà di ở trong nhà sao đậu hả di gần lớn mà di vẫn chưa lớn được à
Ok. Rồi sao? Khu này cũng không ai chạy hàm trọng luôn. Bên này ok đúng không? Khu này cũng chưa ai trồng luôn. Thú hoang. Giết. Thương môn. Thương môn pháp sư. Ồ, cán mang bò giờ nữa má. Tùm lum á. Tụi mày mua nội thất không? Mấy thằng pháp sư. Anh em tao mới cướp được má, đóng nội thất ngon lắm. Hàng gì cũng có luôn. Vô. Má mấy anh phải vàng tới đông vui quá. Giờ mấy anh phải vàng tới đây thì mấy nhóc án làm sao giống công mình đúng không? Trời nếu cho mai 867 luôn. Má nhiều dưa. Tôi giật mình luôn anh em. Nên chắc khỏi mua đi. Sao hiếu đạn phá rồi ta? Bia. Chắc lấy tiền của con này thôi. Bán bia đi. Lấy tiền của con này thôi. Lấy tiền của con này là chính. Đi bán bia rồi thì mua gà không tôi quay 400 tiền. Sao dắt tiền nó đây. À, con gì tôi cũng không nỡ bán. Bán ăn bò đi. Bán hai con bò. Bán con bò thôi, bán con lạc đà. Một con là đủ cây giống rồi. Bán con bê đực này luôn. Còn bê được một con. Bê Tây Tạng. Con ngựa con thôi được không mua nữa hết tụi bay còn nhóm kia nữa nhóm nhỏ nhỏ kia nữa rớt đồn luôn vừa. Dát mấy con này giờ giùm tôi cái ụ để gớt luôn đồ á. Mấy con này đi gớt đồn luôn á. Chút ra một chữ ngoại giao qua nói chuyện này rồi. Bán gì đây? Bán máu à. Đủ. Có chỗ xả hàng rồi. Ngon quá anh em ơi. Xanh lá xài được búa này chắc bán đi. Đồ mà tụi nó nghèo chưa. Bán gì là lỗ rồi. Ồ tụi nó giàu đi. À, bán gì đâu có gom là được gì đâu. Cút. Thì là phải mấy giao thương rồi. Mình Thunder kéo hết mấy con nó ra đây đi. Lên cơ nghiện thức thần tiếp. Từ để tôi đợi một ngày đó. Tôi đợi một ngày để nó kéo hết anh em kéo hết mấy con kia vô đã. Dự án nghiên cứu. Tiếp theo là nghiên cứu cái quan tài của đông rồi. Hoặc là nghiên cứu này nghiên cứu cột sống cho thanh tải cái. Rồi. Nhiều nữa đù hấp dẫn ở đủ đá cẩm thạch tôi tưởng cái má cái quặng cẩm tưởng cái này mới ngon nè cái lìn đá này thì đậu chịu
Cái này nó lâu lớn kinh. Vải xịn khó quá, vải xịn khó khó nhai quá. Cái pin này cũng không có vận chuyển đi được chỗ khác. Rồi. À rồi rồi tôi biết để sao cho đẹp rồi. Vậy quay ok hơn á. Rồi. Xong. Dễ mà. Gì đây? Đủ chất độc nữa nè. À, phải giải quyết cái đống này nữa nè. Khoai lắm á, đâu mà vẫn chơi được anh em. Chứ tên gì đây? Chất thái độc. Này không để trong tủ lạnh đậu nó mà hư nó nổ một cái là hư căng. Má gì kiếm nó đâu vậy? Không là ở đây đây. Hỗn tạp. Để quyết đóng chất thải độc rồi đi. Cơ xong. Chi ổn chứ. Thôi 90 độ. Lạnh lắm mà gù. Cố mà sống mà gù ơi. Chỗ nhìn chắp vá. Ồ nhưng mà nó cũng đối xứng lắm nha. Đồ nó đối xứng một cách kỳ lạ luôn em. Đồ nghệ thuật á. Đồ hỗn đồ rau đấy, nghệ thuật ấy. Thằng này sao rồi, mày vẫn còn ngủ? Phóng hết nó đi. Nó bây giờ quân chính quy mà nó rồi đúng mà kêu đợi nó ra đấm tét đầu luôn. À đồ ảnh 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 tỉnh rồi mà ảnh giao nằm. Chiếc bô thấy vậy, chiếc bô lòi đầu ra cút ra ngoài này. Mày thử mày quậy coi. Ừ ơi thằng này làm trò cẩn thận đó nha. Hồi này nó hiền nè, nó biết khôn, nó chạy má không chạy ký vô cái đầu rồi đó, chạy về mát mát bố bố nó khiếp còn. Còn mấy người chết ngoài chiến trường thì mấy người này cũng không khóc thương cho họ lắm. Kiểu chết trong thuộc địa nên họ mới khóc thương thôi. Mấy này mới khóc thương thôi. Ủa ai giải quyết má, giải quyết đống này đi mùi gù. Má quá tải rồi. Có gỗ tiếp rồi, ngon. Gần nhà. Thủ đô cũng gần nhà không đi. Công nghệ sinh học á, nghiên cứu nhanh quá. Tính là chỉ cần một thằng nghiên cứu thôi là mọi thứ ok hết rồi. Liên kết súng này nè, tăng khả năng bắn dính nè. Tái tạo sinh học. Cái này là bàn nghiên cứu cao. Máy đa phân tích nè. Điều gì nữa à, tính ra phá dở đóng sáng luôn đi. Đang đốt hết nó đi. Mà chưa hứng đâu rồi, không kéo mấy con bò cho ta. Ô má, mấy con này chạy mất tiêu rồi. Nó đóng đổ mình nó chạy luôn. Chạy điên cuồng mà ghiêu rồi má, mà ghiêu điên luôn. Được phát nô lệ cái vụ này luôn hả? Chịu hứng kêu bộ nhà bao việc má, giờ mới có thời gian kéo con nhóc ác này vô đó. Một con muốn rời đi rồi, xích cái đầu lại liền má, kéo vô nhà bao ơi gì mà tùm lum la.
Cao su lên cơn nghiện quá khần. Tôi mất 2 nô lợi luôn rồi. Má Chúc thì điên. Chúc nữa quăng cái xác đâu vậy? Chúc lo cái xác luôn quăng đâu vậy? Đồ má lạng rồi. Má lạng hết rồi. Lạng hết rồi em ơi. Để chú hết điên làm cái lễ hội đó. Má lạng quá. Lạng xì ngầu luôn rồi. Tại sao lý do chương hướng vẫn chưa kéo mang bò vậy ta? Cái xử lý đám chất độc nữa nè. Đó, có 4 trụ sạc pin rồi. 2 máy ấp. 2 máy ấp này cũng thuộc dạng như tầm cổ ấp thôi. Hình như mấy con kia phải xài máy ấp xịn hơn nữa hay gì á. Linh kiện mới có nhiêu rồi. 81 giờ vấn đề là cần linh kiện cao cấp. Quan trọng. 4.000 gỗ à. Má về khoan xử lý con này đi. Má cái xác bờ gu độ không gỡ lên bờ gu để đâu rồi. Má tôi phải đi tìm để trong nhà đi qua đi lại mà đau chết. Ủa ra giống chút giống cái xác đâu tại. Chịu. Em hiểu luôn. Thường là sử dụng lên bàn ăn. Nên các bạn không thấy gì luôn. Ông mà phải cứt. À ngoài kéo mấy con bò giờ luôn trời. Chưa hướng bình thường làm gì ta. Giờ mới đi kéo à. Ủa đường này thì vô nhanh hơn mà ru. Kéo hết giùm tôi cái má. Khổ quá. Rồi, ổn rồi đó, thanh đờ đi, giải quyết vấn đề đi. Thanh đờ. Đi mua giờ mua linh kiện cao cấp. Rồi đem hết đóng bạc vô đây. Dự trữ tiền. Ok. Đà đà đà. Da dày da cáo. Làm xong quả giao thương rồi nghỉ thôi nè. Long đào mã. Chất thải. Bán có giá nè. Này khỏi giờ má ngồi tách cái đống này cũng tốn thời gian. Em bán hết. Bên cục pin trở lại. Mấy con sâu. Ôi ơi 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 ơi. Này không liên quan. Má tôi chết lời má nãy giờ bấm điên cũng khùng mẹ. Bấm vô cái gì nữa là bỏ mồm luôn. Rồi. Vũ khí. Ok. Sạc gân. Mấy cái đó còn xài được. Cái này chắc phải tự chế vũ khí không á, vũ khí toàn vũ khí trắng không à. Nhà cũng thiếu vũ khí, nó bơm khó cũng cần. Khói lửa mẹ sầm cứt như luôn, bắn khó vô nó. Cái mình bắn khó dính nó. Nó bắn cũng khó dính mình. Này chỉ chú ý là đánh cận chiến thôi. Bán hết luôn đi, thiếu tụi mày thêm.
À, giờ ngồi dò mệt quá. Ôi giáp để lại nha. Ôi giáp để lại. Mấy cái áo này bán hết đi. Thiếu mày thêm. Rồi đem theo 1.400 tiền đi. Rồi đi vào đâu. Thêm con người máy đi. Người máy vận chuyển. Ok. Quan đi đâu? 5 con. Ồ, tính ra là ba con vận chuyển rồi. Vậy thì là một con hút bụi đi. À, thiếu người hút bụi á. Rồi. Nhà dơ vãi xả xít. Bờ ghiêu thì độ điên rồi. Chịu thôi bờ gỗ ngoài. Họ xanh đờ buồn đi lang thang luôn. À, what the fuck. Nghiêu của anh đờ. Chị của anh đờ là Khoa. Khoa đã chết. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bên này động vật của Trương Hưng. Đâu? À đi kêu bờ ghiêu về hả? À thuyết phục nô lệ về. Về đi. Hãy về đó chế làm nhà đi. Đồ về luôn. À, hấp dẫn. Quá hấp dẫn. Ơi về làm nô lệ chứ không phải về làm dân dân cư đâu mà gu lộn gì đâu lộn vì đi kiếm người đã xích lại do hồi này không được vô đế chế là vì nó dính cái nghệ sĩ khổ hạnh và dính cái hôn hoặc ở biến nhát cảnh nè. Vô chuồng nằm ngay. Nasi Mr. Đức à, Mr. Đức thuốc thường thôi. Ok. Vũ tôi đợi lớn thì sẽ lắp chân cho Vũ. Tay trái. À thiếu, ai thiếu cái giỏ nè. Ai thiếu cái tay nữa ta. Chuyền quay đúng không? Chuyền quay nhất khúc bên đây. Ngô à? Phát xem bờ tấn công. Chịu. 42 con. Ủa đánh liền, nó đánh liền, nó đánh liền, nó đánh liền. Nó đánh liền, nó đánh liền, nó đánh liền. Tập trung đánh liền anh em ơi. Từ quá quên thủ tục rồi vô 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 42 con bi đó má anh đời đi ngồi. Hiểu quá. Ôi, không phải 42 nó công hai hướng. Ờ nó công ba hướng. Đủ địch quả này chắc hơn trăm hàng. 132 đằng mười u. Ôi má hoàng đế Tiên má liệu có phù hộ chúng ta không? Chết thật. Chúc ơi gọi chi viện chúc ơi. Ồ, nguy cấp chú ơi. Lẹ chú ơi, lẹ chú ơi. Chị diện hai phe luôn. Mẹ đen rồi, căng rồi. Má đánh nhanh quá. Đánh vô tới nhà luôn rồi. Quá
Còn nó chết chứ không giúp rồi. Có giúp kịp. Má mỗi lần một zombie này nó kéo tới là phải tàn gọi chi diện thôi. Má anh em giúp tụi tôi cái. Xử lý cái đống phía sau nhà dùm cái. Mấy zombie cũng chơi người sống luôn hả? Ờ mấy con boss luôn hả? Không được rồi. Chiêu nhóm ra bắn phụ đi. Bắn phụ thôi. Căng quá rồi, căng quá luôn. Má mày chắc tôi nghĩ là bắn không lại đâu. Chi nhóm quay thủ đi. Nó không vô kêu boss rồi. Má đời giờ này còn điên nữa. Ơi bạn đi ngoài kiểu ôi ôi. Ôi hai má trái tim của nó chết. Xin đây. Hai người này qua đây đi. Bên đây hình như má tàn dân thường. Bên đây tàn tàn dân lao động không. Bên đây mới là dân chơi nè. Mấy tiếng má mở cửa cho nó vô luôn rồi. Mấy người để chết đâu. Mấy để chén áp luôn hay gì vậy. Mấy người chạy sức quần. Lên đây. Tụ tập qua đi. Go 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 go. Ồ mấy đứa chơi đánh từ ngoài đánh vô à. Má quả này mất nhiều con máy. Không vấn đề không. Quan trọng vấn đề là anh em mình phải sống chứ đã. Đỡ rồi. Má đờ vẫn đang điên. Quên chỗ đó bọn zombie nó không xông vào. Mấy người này căng ha. Úi thường nhã. Ra khô máu đó. Úi thường nhã. Ủ mất con chó rồi. Đồ vô đát cân được mấy nhóm án này. Mang để chế lùa được bọn trong kia rồi. Má nó đóng vô bị kẹt đây nè. Mấy người lẻ lẻ cho này không sợ lắm. Nhà cú này vô đi. Má không nó công nó lại kêu mình bỏ mặt dân của nó nữa. Thôi là cơ hội đó. Đánh vòng ở ngoài đi. Ngoài này má nó khép quá. Khép góc quá. Ngoài này ổn vậy. Ổn núp tới đi. Dây cú thân nhà cái. Dọn dưới cú này đi dưới đậu còn để chế còn chết luôn rồi. Rồi dọn đây phủ ngay cái để đục vô tường được tường thành đây. Nó mình có khoảng trống để mới triển khai đội hình hơn. Ủa lùi núp trong đây ta. Chơi kỳ gì tôi quay. Mình phương cứu được hả? Ai mới đau hả? Hồ Luna. Má đi sao coi chừng bọn zombie nó cạm đầu á. Rồi. Mày để chơi kiên cường nữa nào.
nên tao tới phụ tụi bay đây. Ha, đạn lọt qua cái khe này đó, một chích cụ đó. Ừ, wow, đây not good, cảm giác not good quá. Thì bên phương rảnh, bên phương đủ đi săn mấy này đi. Nè, có mấy lẻ lẻ nè. Ồ, má mấy anh gấu đồ, anh sói ra đủ quơ tụi nó đi. Ừ, bắn chết cụ nó luôn. Ừ, bên phương coi ngát má hết hồn, cứ hiện cái vàng đó tôi gung chết mẹ coi ngát rồi giờ sao. Má đờ hết đi nhiều cái. Vũ thì not good đó. Vũ ở đây thôi chứ đi đâu bây giờ. Chút cái gì bông áo đi luôn nè. Minh Vương mà ba người bao đau. Thunder thì đậu cứ nhông 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 nữa. Chứ nào đụng Thunder đời chín chết. Má này thành một cái hình mũi tên luôn à. Sức mạnh. Cái địch đang mỏng dần. Thôi, mọi nó chế gút rồi. Nguyên quán hả? Có một tên đó bán hả? Không còn nha. Rồi, còn nhiều không? Nó đây. Mình chắc ổn rồi đó. Ui, máy đánh Phương rồi. Mà Phương chắc solo một cái này được. Nổ không vậy? Chút mà chút tỉnh nữa má ra phụ Minh Phương á. À, Vũ chạy Vũ ơi. Ủa, tới chừng hắn đi đủ không căng. Mấy đợi chừng hắn lo chừng hắn đi. Tụi má vậy giải quyết cái đám đủ lẻ lẻ nho 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 cái. Hồn Phương solo một ăn này luôn rồi. Láo. Rồi. Mấy anh em xử lý tụi nó đi. Mấy anh cho cho kia ổn rồi. Căng quá liền. Má căng quá. Sao? À, chúng ta thắng được trận này nhưng mà độ không. Ừ, không có ai là ổn rồi. Không có ai là ổn rồi. Ừ, không ai ra cứu Trường Hấn thiệt luôn à. Thiệt luôn vậy luôn hả anh em. Mình mất thú nè. Hình như là không mất con thú đâu luôn. Trường Hấn là tự bò vô nhà đi. Này hình như tôi chỉnh trong thành hết rồi. Ok, Vũ thì trong thành thôi. Mấy con mét cũng ra ngoài không đi. Gần nhà. Mấy con thú cũng gần nhà đi. Mất thần nhã không? Không mất thần nhã rồi. Thần nhã không thành đi rồi, ok. Má, xử lý đống này cũng hơi mệt đó. Chân hướng bò bò giữa đống xác này thúi quá. Thối phổi luôn rồi. Ý sao không nằm vô giường đi ngủ.
gì nọ độ không đi xử gì với Nasi đi xử ở đóng này cũng thấy là nhức cái đầu nhẹ. Nasi đi ngủ trước rồi chứng thắng bị thương. Ôi má chửi này các gu chửi đi chú nè, chửi đi chú nè, mấy kia cỡ đi. Đâu ăn heo gớt đây nữa giờ. Mà tôi đưa nó coi đường hành thôi. Má rụt dữ quá. Coi coi sửa là đường hành cái. Ổn. Tàn vãi lên. Sắp chết đói nữa. Nguy cơ suy chụp nghiêm trọng nhân 8. Quá căng. Hên có mấy con người máy đốt sát phụ đó nè. Quá nãy mình mất nhiều người máy ta. Hình như không có con nào. Má thua hồi phục hoài, tôi thua hồi sinh. Cần 11 người trong vòng 28 ngày. Đôi lúc tụi mày đưa ra mấy nhiệm vụ mà nó vô lý và có cức. Mày xem nhà tao có nhiều người, 11 người, 11 người trong một tháng trời, 2 tháng, 2 mùa. Thì đậu hổng cúc à. Rồi Nasi điên rồi. Thôi trong cả vô Shippo, Luna với lại gì thôi. Mấy chúng ta có một bộ trưởng bộ y tế liên tục bị điên, liên tục bị meltdown rất khoai. Đó là lý do gì tồn tại. Thằng bà ghiêu này sao vậy? Thôi tôi cần nô lệ bà ghiêu này nữa. Má xử lý ánh sáng này cũng mệt. Má này nó công dữ ta. Tính là mới làm được một xíu chuyện cái nó mẹ nó công. Cứ làm xíu chuyện cái nó công. Ôi vậy xử lý cái đống này tôi cũng quả chè luôn á. Cảnh vẫn còn thời gian à. Cảnh cắt đá đi bố. Cái này dừng lại xíu đi. Dừng làm kinh tế xíu đi. Má cắt đá phụ cái gô ơi. Cắt ló đóng sàn đi. Má nhìn nhức mắt quá rồi mấy ô vu này. Hồi quên kéo đóng rồi nữa. Má bọn zombie tính ra nó đánh mình mẹ. Bị cái sáng nó chết chồng nhất đóng mèo đào. Rồi bệnh phổi rồi. Nó căng cái gì. Đôi lúc mẹ đâm, quá nó đù đù. Mình đánh còn ăn cái độ họ. Nhưng mà căng cái rồi á. Hốt có đóng sát nó mệt chích mẹ luôn. Game rủng. Phải cử một người vô dọn vệ sinh rồi kia ngô. Đó tôi thấy nào gần tôi bắt nó vô. Lao cái nhà phòng bệnh viện á. Giờ phải gây dựng lại quan hệ nè. Phải không má nó qua cái công. Mấy đó kiểu đó nó qua cái công lần nữa là chỉ có chết. Nhưng mà trong tình huống nguy cấp á, mình đem hết tài nguyên của mình, mình quăng, mình tặng cho nó luôn. Tụi mình kêu chi viện cũng được. Nhưng mà lúc đó sợ là không kịp thôi. Má tụi nó công nhanh quá. Kì ngồi dọn lẹ đi bro. Đây để nó cho bùi con một cái thọ, một cái thận. Cái thận bên phải. Rồi một cái xương quay là xương tai đúng không? Tôi nghiên cứu hay xương quay là xương tai. Xương tay phải. Ok chưa? Ok, rồi, nó lành đó. Tập sau dọn anh em ơi, tập này 2 tiếng à. Ok thì hôm nay video tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em thích hãy để lại một like, một subscribe.
tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau. Nay thì vẫn chưa đánh được 4 khu hợp này, quá khó, chưa kịp giao thương nữa. Như vậy tan thôi, tạm biệt anh em.